Mời cô chú ăn đó kìa. Cháu bé tinh tại hai cái tay mù. Mù bọ vô miệng ngon hạ. Cho cô chú ăn đi. À, cho cô chú ăn đi con. Ngon không? Ăn. Ngon hả? Dạ. Ừ. Chị với mẹ đang ăn mì tôm của chú ơi. Mì tôm. Mà đúng luôn á, đúng là đang ăn mì tôm luôn á, đang ăn mì với lại tôm nè. Nay là đúng đang ăn mì với tôm luôn á. Ngon hả? Nó làm như ai bữa đó nè, nó mới ăn quất xong chén cơm. Nó quất xong chén cơm nó ăn thêm gì nữa, là ăn thêm khúc bánh mì nữa, mà giờ nó có mì cái là nó ăn vậy đó. Mà mì này là mì cay chứ không phải. Thôi con nói nè, làm gì lấy tay che che mặt lại sao cô chú thấy được vậy hả? Cô chú kìa, kìa cô chú nhìn con kìa, lấy muỗng xuống mày. Lấy muỗng xuống rồi, ăn kiểu kìa. Ngồi đang qua. Hả mi ơi. Bỏ muỗng xuống đây. Nữa hả? Nữa. Nữa hả? Trời ơi. Cay phải không? Cay không? Cay không? Ai mượn? Ai mượn hát máy một chi? Nữa không? Nữa không? Rồi. Từ từ. Chết ngọt quá. Đó, ăn đi. Ăn cho cay thấy bà luôn đi. Thổi. Gió mềm. Chốt vui dữ không? Nói cho mẫu mày tin, nó mới ăn xong một chén cơm đầy đó. Rồi ăn xong khúc bánh mì nữa. Đó, ăn y như đấu vậy đó. Đó, giờ phá không? Hút vô, hút mì vô nè, hút vậy nè. Hút vậy đó. Về cho cô chú kìa. Nó cô chú ăn không cô chú? Biết hỏi ai không? Bây giờ chay biết chay hỏi ai ăn mì gói không chay? Hỏi hỏi dì Chù Ly Già ăn mì gói không kìa. Dì Chù Ly Già ưa ăn mì gói lắm kìa. Dì Chù Ly Già với mì gói là bạn đó chay. My friend đó. Trời ơi, còn mì dài dữ ta, hút sao, hút lên. Rồi, rớt rồi. Chưa kịp hút là rớt rồi. Vậy mai gì xin nấu cơm sớm hay xin? Mày thôi, con bị sớm á. Không, Mỹ rồi con nói sáng mai nấu cơm á. Bắt đầu cơm lên á. Con nấu cơm nấu tiếng. Mà con đi khám đi, là con đi gì? Không, chắc con đi, chắc con ăn trước khi con đi chứ quá. Chứ tại vì tại vì lỡ ăn về rồi đâu lại đâu ăn được. Phải ăn đi kì mà mua sống với con này. Vừa ăn đau lắm. Hồi tiếng rất dễ khốn. Có chưa? Ăn chơi đi với sự đi. Thôi đi, để ăn trước con đi. Để ăn trước đi. Để cho con đi. 7:30 đi á. 7:30 à? Ừ. Nó dây nắng chứ nấu cơ mình xuống. Đó. 6 giờ được rồi. Thẳng ra đây á. Ừ. Yeah.
Vali với cưng ghê không? Chơi, có hình hai anh hai bên sành đi chơi này chơi. Chơi, có hình hai bên sành với anh Bali đi chơi này chơi. Đi thì người ta hai người đó đi chơi Đà Lạt đó chơi. Hả, cô con mốt mà mốt chơi gì Việt Nam có cô chú nào mời chơi đi Đà Lạt chơi không ta? Hả? Có cô chú nào mời chơi lên thành phố buồn không? À, dựng xuống nha, dựng xuống cho ngoại coi chơi nha. Để mẹ quay chơi một chút. À. Lên đi, lên đi. Lên đây bắt tài. Làm gì? Chơi gì lạ vậy? Hả, chơi gì lạ vậy? Cha này mặc rồi, nay mặc áo có eo dữ ta. Chồng eo này là chồng eo con kiến à. Nhưng mà giỡn à. Rồi coi tôi lết theo nó nè, trời ơi. Đâu vậy? Đâu gì bạn hữu? Rồi lên xe chạy. Wow. Ây da, chết. Rồi mày đạp hư nhà của chay rồi. À, trời. Ngồi xuống. Hả? Để con quay phim. Để mẹ ngồi đây cái mẹ zoom tới cho cô chú thấy cho khỏe. Chứ còn mẹ đi dễ bị cầm dễ bị rung lắm. Rồi trời đi đâu rồi? Quẹo rồi. Cô chú đón chờ nha, coi có ra đây không nha. 1 2 3 rồi không thấy xuất hiện. Không có xuất hiện bên đây luôn. Thấy chưa? À trời. Coi là giờ hết trò rồi, giờ hết trò chơi rồi, cái chơi vậy đó. Hay là chơi ship chơi xây nhà với mẹ nè. Ở cái camera này cầm khó chịu dễ sợ luôn á chơi ơi. Mày cầm mà mỏi tay luôn á. Ồ. Tới gần cái focus lâu nè. Trời ơi, mặc áo dữ ta, My Dad is a Super Hero. Chuẩn bị tới ngày lễ của ba mặc áo đó cho ba nha. Oops. Hết đường chơi rồi, nó hết đường chơi rồi. Nó cứ đẩy sao tới. Ngồi lên đi con, ngồi lên đi, có con đẩy vậy chi vậy? Ngồi lên đi con, dùng cái chân con tự điều khiển. Hả? Con ngồi lên đi con. Bây giờ nè, bà xin hồi nào giờ thấy con chay mô Phật chưa? Ngồi xuống mô Phật cho bà xin coi. Nằm xuống mô Phật đi. Mô Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ lên. Bấm nhạc lên coi. Bấm nhạc đi. Đúng rồi.
Thôi để đi, mà nó vẫn nhìn đằng sau coi cái camera đó. Trời. Boom. Dễ sợ khổ thì cái các bạn bình yên không chịu, nó cứ đẩy vòng vòng miết, đẩy vòng tròn miết ra đó. Trời ơi, cái gì vậy, cái dùng chống nặng chạy nữa hả? Vậy nè, đi tắm với ba không nè, vô tắm ba không, tắm không, cởi đồ ra đi, cởi đồ ra đây, vô tắm với ba lại lên. Cởi đâu ra? Con này. Để đây mày cởi đâu ra đi, tắm với ba. Tắm không? Tắm không? Con nói, con nói đi tắm. Tắm nha. Dạ. Không mày miếng người tắm. Không mày miếng. Không mày miếng người tắm lại lên. Hung đầu à, hung đầu à. Hung này, hung này, con này nó hung dối quá ta. Nó hung, nó hung một cách dối trá luôn á. Sao la? Tắm nha, tắm, con nó đi tắm. Đây con đếm nè, 1 2 3 4 5. Rồi giờ bây giờ đi đếm tiếng Việt nè, 1 2 3 4 5. Con này bây giờ là nó nói tiếng, nó con nói bây giờ nó nói chuyện, nó nói tiếng Anh trước rồi cô chú, thấy chưa? Cô chú nào sợ nữa. Cô chú nào sợ rồi, mẹ nói tiếng Việt riết là chay ha, không biết nói tiếng Anh đó. Bây giờ đó, vậy đi tắm phải không? Bây giờ đếm 1 đi, 1 2 3 4 5. Thấy chưa, nói tiếng Việt nói chứ bây giờ nó đếm 1 2 3 4 5 là tao chịu thua bó tay rồi đó. Nè bây giờ đếm nè, 1 2. Đúng rồi, 4 5. Trời ơi, trời ơi, chảo kìa. Làm sao? 1 2. Hai vậy nè, hai vậy nè, hai nè, hai vậy nè, hai, 3. Nè nè, đưa tay đây, đưa tay đây, đưa tay này nè, cô chú nè, cô chú nè, cô chú ai mà thích chay á là cô chú cho chay cái like. Chơi chơi cái like gì nè chơi. Nào đi, làm thế nè. Nè, làm đi rồi mẹ cho đi tắm ba. Nè, ai mà cô chú nào thích chơi á cho chơi cái like này chứ. Chơi cái like nè, đó. Không mày miếng này đi tắm. Không. Không không đàng hoàng, không hung gió, không đàng hoàng. Không đàng hoàng. Thương mẹ không? Thương mẹ để đâu? 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 Áo đẹp không? Áo đẹp không? Áo đẹp không? Ủa, trời ơi, mặc cái áo này đưa ra cái vòng eo của con hết nè. Con thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để ở đầu nè, thương mẹ để ở đầu nè. Đó, thương mẹ để trong tim nè. Trái tim tội tình nè. Trái tim cô đơn kìa, ba kêu vô kìa, ba nhắn tin ba kêu vô kìa. Ba nhắn tin ba kêu kìa, chay đi kìa, không chay đi kìa. Rồi thôi, bớt áo ra nè, bây giờ xuống nha, dựng xuống cởi cho cô chú coi nha. Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình. Đã tha hương xa trong cô hương. À, đây. Ai mượn hương đánh chứ? Rồi đây. À, rồi cởi quần, cởi quần nè, cởi quần nè. Đã. Cởi tóc ra. Rồi chạy vô ba đi, chạy vô ba đi, chạy.
chạy vô ba đi, lẹ lên chạy vô, mẹ đi theo. Ôi, mày đặt cái này đi 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 đi. Đi vô tắm nha. Trời ơi, cả tóc mày nhìn mắc cười. Rồi vô 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 vô. Rồi vô tắm ba đi. Tao đặt trong đặt.